Vâng, trước mắt chúng ta là một viên tinh thể ruby hơn 10 CT từ một đứa em tặng cho NG. Có điều gì thú vị thì mời quý vị cùng NG chúng ta trải nghiệm. Vâng, đám thể NG xin chào quý vị, các anh chị, cô chú ạ. Video ngày hôm nay chúng ta thì sẽ có một cái vấn đề rất là thú vị, rất là mới mẻ và rất là tuyệt vời ha. Và NG tin chắc rằng là quý vị, các anh chị mà chúng ta đang sở hữu đá quý với những viên đá hàng trăm triệu, thậm chí là cả tỷ bạc, thì NG nghĩ rằng là đâu đó ít nhiều cũng sẽ có những cái sự sai lầm và những sự đáng tiếc. Vì như quý vị cũng biết rằng là khi ở cái lĩnh vực nghề đá quý này thì một sai lầm nó không phải là dẫn đến từ người chơi, vì người chơi thường là sẽ bỏ tiền ra và chúng ta mua, nhưng mà kiến thức của chúng ta thì chắc chắn là sẽ không được bao nhiêu. Và yếu tố quan trọng nhất là những sai lầm đó nó sẽ dẫn đến từ cái kiến thức của người chơi và người kinh doanh. Thì vấn đề là như thế nào thì mời quý vị chúng ta đến với video của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trải nghiệm, vì ANG đã từng thấy và hôm nay cũng sẽ chia sẻ đến quý vị luôn những cái mà gọi là rất là căng đó quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một viên tinh thể ruby mà ANG tin chắc rằng là nó sẽ là một cái ước ao đối với những anh em mà kinh doanh bên ngành đá quý hả vị ha. Thì hiện tại viên tinh thể của chúng ta nó đang là 10,5 carat. Theo ước tính ban đầu, nếu như mà cái phôi này nó nguyên khối và lành lặn thì nó sẽ cho ra được một viên ruby tầm chừng trên 6 carat hả vị ha. Nếu như người thợ mài hay và mài giỏi thì sẽ cho ra một viên ruby phải nói là trên 6 carat. Và ở vấn đề này thì quý vị cũng biết rằng là nếu như mà chúng ta muốn tìm kiếm một viên ruby lục yên bái mà trên 3 carat, hàng sạch, thể kính, chất kính thì nó rất là chua hả vị ha. Và cái giá của nó thì không tưởng nổi. Và ở đây thì phôi ruby của chúng ta nó đang là 10,5 carat hả vị ha, ở thể kính luôn. Thì ANG mời quý vị trải nghiệm về. Vâng, thông qua video thì quý vị có thể thấy là viên tinh thể ruby của chúng ta nó là một cái viên tinh thể ruby xuất thân của lục yên bái hả vị ha. Vì trên căn bản thì ANG đã tiếp xúc với rất là nhiều những cái viên tinh thể ruby lục yên, từ những cái viên mà đầu chớp nhọn, những viên tinh thể răng chó hả vị ha, và những viên mà lùng lùng như thế này hả vị ha. Nhưng mà ở cái phôi này á thì quý vị, các anh chị chúng ta có thể là quan sát thấy là thứ nhất viên tinh thể chúng ta nó ở thể kính, chất phân xét, và thứ hai là nó đủ khối. Và với cái viên tinh thể này, nếu như một người thợ mài tốt, nó sẽ ra được viên đá viên sản phẩm tầm cỡ hơn 6 carat hả vị ha, kể cả chúng ta dũa lên đó những cái giác. Và với một viên ruby lục yên bái mà đỏ như thế này á, thì giá ở trên thị trường là nó tầm cỡ 180 triệu trên 1 carat là ít. Tùy vào độ sạch hay là nước cơm hay là nước cháo hay là chân lửa hả vị ha. Thì ở trên video này, các quý anh chị mà chúng ta kinh doanh về đá quý thì chúng ta thấy cái phôi mà ở thể kính nguyên con như thế này, thì ruby thể kính nguyên con như thế này chúng ta rất là thèm đúng không ạ? Vâng, thì thông qua video ANG muốn chia sẻ đến quý vị rằng là tầm, nếu ANG nhớ không lầm thì cách đây khoảng 3 hoặc 4 năm ANG có làm một cái video về một cái viên tinh thể kim cương. Viên tinh thể kim cương, nhưng mà đó là hàng phay hả vậy ha, hàng phách hả vậy ha, hàng mà được người, những người thợ nhắm tay, họ đã mô phỏng và gọt giũa cho những cái viên đá mà nhân tạo thuộc dòng để mà mài ra moissanite quý vị. Họ chạm chỗ lên đó cho nó giống với tinh thể của kim cương. Và rồi thì 3-4 năm sau, trước mắt chúng ta đây, thì đây là một viên mà tinh thể ruby ở thể kính, nhưng mà nó chỉ là hàng ruby nhân tạo, hàng ruby nhân tạo thôi quý vị ha.
Nếu như mà AMG nói về dòng đá giả cứng thì chắc là các quý anh chị mà chúng ta kinh doanh tiệm vàng thì chúng ta biết về cái dòng đá giả cứng nhân tạo này. Và bằng cách nào đó thì những người thợ họ đã làm ra cái hình dáng của một cái viên tinh thể gồm có sọc da nằm ngang so với cạnh, rồi họ làm cho nó tù tù đi ở cái dạng da muối hả vậy ha. Nhưng khi mà LG được tặng cái viên tinh thể này khi mà LG cầm vào thì LG đã phát hiện ra 5 điểm để chứng tỏ nó không phải là hàng tự nhiên. Và quý anh chị nào mà chúng ta biết được 5 điểm và chúng ta bình luận phía bên dưới, LG sẽ có quà cho quý anh chị đó ha. Nhưng mà LG nghĩ rằng là chỉ có thể là 3 3 trên 5 ha, thậm chí là 2 trên 5. Vì một cái viên tinh thể ruby làm tinh tế như thế này thì có rạn nha quý vị nha, viên tinh thể ruby chúng ta có rạn luôn, vậy mới ghê. Thì NG nghĩ rằng là ở ngoài thị trường còn rất là nhiều sự sai lầm từ những cái kiến thức của mình, từ những cái kiến thức của người chơi cũng như là người kinh doanh. Và AMD thì mạnh dạn tuyên bố rằng là từ cái chạm tay đầu tiên là AMD đã nhận ra viên này nó không phải là viên thiên nhiên rồi. Vì khi đứa em chưa nói tặng thì AMD đã nhận ra nó không phải là thiên nhiên rồi. Chỉ cần một cú, một cái nâng tay nhẹ của AMD thôi thì đứa em mà tặng cho AMD cái tinh thể này thì chắc chắn là em ấy biết rằng là LNG như thế nào hết vậy ha. Và em ấy thì cũng rất thân với LNG, hai anh em chơi nhau cũng lâu rồi, tầm 4-5 năm rồi. Và rồi thì nếu như một quý anh chị nào chúng ta phát hiện ra viên tinh thể này 5 điểm để mà chúng ta nhìn nhận ra nó là hàng nhân tạo hết vậy ha, thì comment hoặc là bình luận phía bên dưới để LNG sẽ có quà cho những bạn mà thuộc về đam mê hoặc là có được những cái có thể giao tiếp với em thì quý vị ha. Và ở video này thì chỉ chứng minh một điều rằng là nếu như chúng ta bỏ tiền ra mà để chúng ta mua một cái sai lầm cho bản thân mình và sử dụng thì rất là đáng tiếc. Thì mong rằng là thông qua video sẽ gửi đến một thông điệp là quý vị chúng ta sẽ tìm đến những cái cơ sở uy tín, chuyên môn và trách nhiệm để mà chúng ta sở hữu được những cái viên đá chất lượng quý vị nhé. Thì em xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở một cái video sau với những cái phân tích về cái viên ruby này và 5 điểm mà em phát hiện, thì chắc chắn rằng là không phải anh em trong nghề nào cũng biết luôn, em đi tự tin như thế. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau với những chia sẻ tuyệt vời hơn, với những điều thú vị hơn ạ. À.